Xin chào các bạn, lại là Nhung đây. Thì hôm nay Nhung lại tiếp tục cập nhật những cái mẫu xe Vario 125 cũng như là 150. Thì bạn nào là tín đồ của Vario thì xem video này cũng như là ủng hộ Nhung nhá. Thì bên cạnh Nhung sẽ là một em Vario 125 màu trắng. Màu trắng này là màu trắng zin nha các bạn. Trắng zin của nhà máy. Và bên Nhung các bạn có thấy sự mới lạ không? Bên Nhung có lên một dàn mũ click màu vàng. Nhìn trông là Nhung đảm bảo luôn là cái màu vàng phối với một xe màu trắng này khá là mới nha. Và rất là độc luôn, độc và lạ. Những bạn nào mà thích săn lùng những cái màu sắc mới lạ thì ghé cửa hàng Nhung ủng hộ Nhung nha. Rồi, em xe này thì bên Nhung hiện đang bán với giá là 39.500.000 thôi nha các bạn. Giá bữa nay do tình hình dịch bệnh cho nên giá bên Nhung có giảm xuống khá là nhiều luôn. Cho nên là bạn nào mà đang đam mê dòng Vario này thì nhanh tay ghé cửa hàng Nhung nha. Em Vario 125 này các bạn đưa trước cho bên Nhung là 5-6 triệu là được rồi ha. Rồi tiếp theo các bạn nhìn về phía xa xa đằng sau nữa, Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn một em 150 màu xanh phối với nhựa cam. Thì ở trong cà vẹt của em nó sẽ là màu xanh cam đen ha các bạn. Và khi mà các bạn đi xe á, thì các bạn yên tâm về giấy tờ nha. Khi mà bên Nhung đổi màu áo cũng như là bên Nhung có đổi màu cà vẹt cho xe rồi, giấy tờ hoàn toàn là hợp lệ luôn. Và hiện tại cái em Vario mà lên nhựa màu cam này thì bên Nhung đang bán với giá là 51 triệu thôi ha các bạn. Và khi mua góp thì các bạn đưa trước cho bên Nhung là 6 triệu đồng đối với em Vario 150 này ha. Rồi tiếp theo thì sẽ có thêm một số màu sắc nữa như là màu xanh đọt chuối này. Em này ở trong cà vẹt của em nó sẽ là màu xanh đen nha. Mẫu này thì sẽ là 150 và bên Nhung đang bán với giá là 41 triệu đồng. Rồi, tiếp theo Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn nữa về một màu khá là mới mẻ. Màu này là màu trong cà vẹt của em nó sẽ là màu vàng đen ha. Thì nó thiên về trầm màu một chút. Thì bạn nào mà có thích cái màu tối tối thì Nhung thấy màu này cũng đẹp ha. Cũng trông rất là sang. Và em trắng lên nhựa màu tím. Hiện tại thì Vario 150 á, cũng như 125 thì bên Nhung lên nhựa màu khá là nhiều luôn. Bạn nào mà có muốn phối cái màu xe với cái màu nhựa nào thì inbox ngay cho Nhung nhá. Bên Nhung sẽ phối màu theo yêu cầu của các bạn. Rồi, em này cũng 51 triệu. Tiếp theo sẽ là một em màu xanh rêu. Thì em xanh rêu này 125 thì bên Nhung đang bán với giá là 39 triệu đồng ha. Rồi, màu xanh lục bảo nữa, xanh lục bảo 49 triệu. Màu trắng hồng dành cho những cái bạn nữ bánh bèo nhá. Em này 150 và bên Nhung đang bán với giá là 51 triệu đồng thôi. Thủ tục trả góp thì khi mua xe thì các bạn chuẩn bị cho Nhung một cái chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu. Và hiện tại thì bên Nhung có liên kết với 5 ngân hàng. Thì mỗi ngân hàng sẽ có một gói lãi suất khác nhau. Và bên Nhung hỗ trợ cho những cái bạn nào đủ 18 tuổi, đủ ngày, đủ tháng. Nhiều bạn hỏi Nhung là 18 tuổi mà vừa đủ ngày hôm nay luôn thì có mua được không? Thì Nhung xin trả lời là có nhá. Đủ ngày, đủ tháng là mua được rồi ha. Rồi, và hiện tại địa chỉ của cửa hàng Nhung đang nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào mà không biết đường đi thì gọi cho Nhung để Nhung gửi vị trí cho các bạn nhé. Rồi, ngoài những cái màu xe này ra thì Vario bên Nhung hiện tại lên rất là nhiều màu luôn. Và những bạn nào mà có muốn sơn màu theo yêu cầu thì cứ gửi mẫu, gửi hình qua cho Nhung để bên Nhung sơn màu theo yêu cầu của các bạn ha. Rồi, những bạn nào mà có đang xem video này mà đang quan tâm dòng Vario thì ghé ủng hộ Nhung nha. Clip của Nhung hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào các bạn.